Morgan Freeman là một lão làng trong ngành điện ảnh Hollywood. Ông từng tham gia rất nhiều vai diễn để đời, tuy có tuổi đã khá cao, nhưng ông vẫn chưa hề có ý định muốn dã từ sự nghiệp đóng phim của mình. Cũng chính điều này đã khiến ông trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất trên màn ảnh Mỹ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Effect TV. Và dưới đây chính là 10 bộ phim hay nhất của Morgan Freeman mà các bạn nên xem ngay nhé. Just open the gates of hell. United States of America doesn't negotiate with terrorists. Đứng ở vị trí thứ nhất, The Shawshank Redemption năm 1994. Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Andrew, anh là một nhân viên nhà băng. Trong một lần chứng kiến cái chết của vợ mình và tình nhân, anh ta đã bị bắt vào tù vì không có chứng cứ. Không may cho anh, khi nhà tù mà anh sẽ bị giam giữ chính là Shawshank, một nhà tù nổi tiếng với những dấu tội phạm và thế giới ngầm nguy hiểm. Anh làm quen với Redding, một người buôn bán trong đây để có một chỗ dựa và kế hoạch đào tẩu của anh được lên kế hoạch một cách chi tiết nhất. Đứng ở vị trí thứ 2, Seven năm 1995. Bộ phim dưới sự đạo diễn David Fincher mang tựa đề Việt là 7 tội lỗi chết người, xoay quanh một vụ án trong kinh thánh mà hai viên cảnh sát William Somerset và David Mill phải hợp tác với nhau để điều tra. We have no reason to be here. Phim sẽ là cuộc truy đuổi hồ hộp căng thẳng của hai người với một tên hung thủ có lẽ lớn lên trong môi trường đạo nghiêm khắc. David và William, một người trẻ, một người già, một người có sức khỏe dẻo dai, một người lại có suy nghĩ chín chắn, liệu có thể cùng nhau phá vụ án này? Đứng ở vị trí thứ 3, Million Dollar Baby năm 2004. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Frankie dạy Maggie môn võ quyền Anh rất chi tiết và bài bản. Tuy nhiên, cô nàng này lại học theo kiểu copy, từ giang đứng cho đến thế thủ của người thầy mình. Maggie tiến bộ cực kỳ nhanh chóng và cô đã được Frankie mang đi thi đấu ở khắp nơi. Điều đặc biệt là cô đã hạ hầu như gần hết các đối thủ. Tưởng như cô sẽ là một cô nàng bất khả chiến bại, nhưng rủi ro trên võ đài đã khiến cuộc sống của cô đảo lộn hết. Thậm chí cô chắc chẳng còn cơ hội để sống như những con người bình thường khác. Kirche, der sich selbst irgendwas nicht vergeben kann. Hast du einen Kampf, von dem ich nicht weiß? Verlässt du mich? Đứng ở vị trí thứ 4, Olympus Has Fallen năm 2013. Trong phim Morgan Freeman đóng vai là một tổng thống chuyên nghiệp, ông bị bắt cóc bởi một tên khủng bố nguy hiểm. Hắn được người ta gọi với biệt danh là luôn đi trước mọi người một bước. Hắn đã chặn các lối xâm nhập vào Nhà Trắng và ở đó, hắn đã phá hủy tất cả mọi thứ. Give me the Pentagon on the line now. Olympus has fallen. Mike Branning là một người nhân viên bảo vệ cấp cao may mắn sống sót. Anh đã một mình lẻn vào trong đó và thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm chính là giải cứu ngài tổng thống kính trọng của mình. Đứng ở vị trí thứ 5, Red. CIA tái xuất là một bộ phim hành động đấu súng tỉnh cao.
Câu chuyện xoay quanh một đặc vụ ngầm của CIA có tên Frank Moss đang thường những ngày nghỉ vui vẻ hạnh phúc cùng người con gái anh yêu có tên Sarah. Don't make any sudden moves. Don't talk about satellites. Long time ago. Some people hold on to things like that. Một nhóm sát thủ đã sử dụng công nghệ cao để cố gắng giết chết anh và cô bạn gái này. Frank đã tái xuất lại và kêu gọi những người bạn để chiến đấu đến cùng với bọn sát thủ đó. That's right, old man. Old man? No respect. Đứng ở vị trí thứ 6, Now You See Me năm 2013. Now You See Me là một bộ phim cực kỳ thành công của đạo diễn Louis Leterrier. Câu chuyện phim xoay quanh một nhóm ảo thuật trẻ tuổi đang thực hiện một âm mưu to lớn, đó chính là trà trộn vào ngân hàng và lấy hết số tiền trong đó chỉ trong vài giây. Who doesn't love a good magic trick? FBI, hands where I can see them. I don't think I heard you correctly. Did you say magicians robbed the bank? You are going to be played. You have. FBI đã vào cuộc và họ cũng dần dần khám phá ra những bí mật đằng sau những kẻ tổ chức giao phi vụ thế kỷ này. Now You See Me, với sự tham gia của một loạt sao nổi tiếng trong đó có Morgan Freeman, chắc chắn đây sẽ là một bộ phim đáng xem nhất năm 2013. Keeping a single cent for themselves. You do realize this is a game played out on a global scale. Vegas for just a start. This trick was designed long. Đứng ở vị trí thứ 7, Gone Baby Gone. Câu chuyện của bộ phim Gone Baby Gone được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mang tên Mystic River của nhà văn Dennis Nihan. Phim xoay quanh cuộc điều tra tìm tòi của hai thám tử trong vùng đất đen tối có nhiều thế lực ngầm nhất của nước Mỹ, Boston. Two guns in the house. What else? SWAT will be here in 5 minutes. You're not gonna wait for them? We're not waiting. He lied to me. I can't think of one reason. Một bé gái 4 tuổi đã bị mất tích và người dì của đứa bé đã đến cầu cứu hai vị thám tử này. Khi họ bắt đầu đi sâu vào cuộc điều tra, họ mới biết rằng chính họ cũng đang gặp những nguy hiểm rình rập. You have investigated this child. It's all I care about. I'm gonna bring him home. Đứng ở vị trí 8, Along Came a Spider. Câu chuyện của bộ phim Along Came a Spider xoay quanh một ngôi trường nổi tiếng. Ngôi trường chỉ dành cho những đứa trẻ có xuất thân đặc biệt giàu có như con ông cháu cha, tổng thống và một ngôi trường với đội ngũ an ninh cực kỳ tốt đến nỗi một con kiến cũng không thể thoát chạy được. Ấy vậy mà lại xảy ra một vụ bắt cóc nguy hiểm tại đây. Đứng ở vị trí thứ 9, series Batman từ năm 2005 đến 2013. Trong 3 phần phim của Batman đều có sự góp mặt của Morgan Freeman. Bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh nổi tiếng của DC Comics. Có lẽ nhân vật anh hùng người rơi không còn xa lạ gì với tất cả chúng ta phải không nào? Những cuộc đối đầu nguy hiểm và khốc liệt của con người và những thế lực ngầm liên tục xảy ra trong thành phố Gotham. No one else will face the right choice. Gotham needs you. A little fight in here. I like that. Đứng ở vị trí thứ 10, Lucy. Lucy là một bộ phim của Pháp lấy đề tài về siêu anh hùng. Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật Lucy của một cô gái trẻ bị bắt cóc và tiêm một thứ thuốc lạ vào người. Nó có thể khiến cô trở thành một kẻ đặc biệt và thông minh nhất và có thể sử dụng 100% bộ não của mình khi mà người thường chỉ dùng được 10%. Cô bắt đầu lên đường và tìm ra nguồn gốc mọi vấn đề. What happens when she reaches 100%? I have no idea.
Trên đây là top 10 bộ phim hay nhất của Morgan Freeman. Bạn thấy bộ phim nào hay nhất? Đừng quên để lại comment cho chúng mình cùng biết nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh của Affect TV để đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mr. Speaker, you are the acting president. I want to speak for the Russians, the Chinese, the British and the French in that order. If you attempt to retake this building, I will execute your command.